Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của công ty cổ phần âm thanh Sao Mai, saomaiaudio.com, địa chỉ số 440 đường Trần Khát Trân, thành phố Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang lắp loa ngoài cho nhà thờ chính tòa giáo phận Hưng Hóa, nhà thờ một trong những nhà thờ có kiến trúc Roman điển hình và rất là đẹp. Để chúng ta xem bên trong thì chúng tôi đã lắp là đi 16 loa MA12. Để trước thì chúng tôi lắp ở sân cuối này là hai loa 402 series 4, nhưng vì cái sân cuối của nhà thờ chính tòa tương đối dài và rộng, những cái chỗ xa thì nó phải với đến tầm khoảng hơn 50 mét, cho nên hôm nay Đức cha cũng cho phép chúng tôi để chúng tôi lắp đặt lại bằng hai cái loa mới dòng AMU 208. Loa AMU 208 là loa mà dòng chuyên cho các sân vận động Arena Match Unity. Anh quay như thế này là mai là các em là gọi là công ty Sao Mai là thành người của Sao Mai Audio hết đấy. Không cần đến mai mà tối nay là lên. Tối nay là lên đấy, tí là lên đấy. Chúng tôi đang các thầy và các cha đang hỗ trợ chúng tôi lắp đặt hệ thống loa ngoài AMU 208 của nó lại không vừa, nó là bộ cái đầu 6 nó vừa chứ cái nào nó chả có, túi nào nó chả có trong đây này, cái đầu 4 đẹp mà túi nào chả có. Anh cần thì anh lấy ở đây này, túi nào chả có anh làm gì được sao đấy. Nó lại cái đấy không biết nó xoáy gì không, cái đấy nó chỉ mở cho nó là dùng cho mỗi cái biết này đâu. Đây này. Đây là một trong những công trình rất là đẹp, công trình được xây dựng cực kỳ đẹp. Xem. Đây, để xem nhà thờ cực kỳ tây, kiến trúc Roman. Đức cha đang trao đổi với cha phụ trách. Đức cha Đa Minh thì cũng ngài cũng đã rất là biết, hiểu biết và yêu mến hệ thống âm thanh. Các hệ thống âm thanh ngài cũng rất là hiểu biết. Thì ngài cũng đã thử qua rất là nhiều loại và cuối cùng ngài chốt lại là toàn chọn hoàn toàn các cái hệ thống loa âm thanh của Bose do Sao Mai Audio chúng tôi cung cấp cho các công trình lớn của ngài. Đây là nhà thờ chính tòa giáo phận Hưng Hóa, ngài đưa chúng tôi vào lắp cả nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc ở trong giáo phận Bảo Lộc và cả các nhà thờ trên Hòa Bình, Phú Thọ. Tôi tranh thủ cũng test cho cha, cho Đức cha luôn cái hệ thống micro dây, micro cây để cho ngài chọn ra được cái micro ưng ý nhất về chất lượng tiếng. Nhà thờ rất là đẹp các bạn. Các
cái loa MA12 đã được chúng tôi lắp cách đây tầm 3 năm. Và hôm nay chúng tôi sẽ lắp thêm hai cây đôi quay lên giặt Kinh Thánh. Cha ngài rất là yêu âm thanh và rất là hiểu biết về âm thanh, cũng như là đã dành nhiều cái sự yêu ái cho công ty cổ phần âm thanh Sao Mai Audio chúng tôi.